Tốt, lùi về bên kia đặt. Lùi về, bật lên. Đánh luôn. Nhanh luôn, nhanh luôn, nhanh luôn. Tốt, bật lên, bật dựng lên. Hấp. Đúng rồi, lùi về. Bật chân về, bật chân lên. Tốt. Cố lên một lượt nữa. Lên. Hấp. 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 Phát nữa, phát nữa. Cố lên. Lùi về. Rồi. Hít thở sâu, hít thở sâu, hít đồng mồm, hít đồng mồm. Ok, đấy là bài tập hỗ trợ tấn công trong đánh đôi. Vận động viên Duy Hoàng.